anh kiểm tra xem mà nó có phải thành không. Rồi Phan không bóp vô rồi cũng được, anh bóp lên mở ra mẹ mà xem mấy chắc chắn không ạ. Và bây giờ chiếc khứa đã được đưa vào súng kìa. Rất là nguy hiểm mà. Ghê quá à, sợ quá đi. Sợ quá à, ghê quá à. Và biến cách tiếp theo. Dạ là gì nó khóc nó chạy đi. Tiểu nhanh, một trăm hoa tay à. Wow. Thật không thể, không thể tưởng tượng được ạ. Chiếc thùng hoàn toàn được cắt ra làm hai khúc. Và chúng ta đã đón xem trực tiếp trên sân khấu này ạ. Một trăm hoa tay gì ạ? Và bây giờ chúng ta sẽ đón xem sự sắp xếp trở lại của ảo thuật gia Đặng Văn Văn Khang. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.